Xin kính mời Phó sư tiến sĩ Trần Văn Huy. Cảm ơn chủ tịch, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Việt, chủ tọa. Và sau đây tôi xin báo cáo. Thưa chủ tọa và quý đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày những điểm mới cần cập nhật trong khuyến cáo điều trị tăng huyết áp Việt Nam 2021 về gánh nặng tăng huyết áp và tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp tại châu Á. Thì hiện nay tăng huyết áp vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của số 1 của thế giới, và tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp tại châu Á vẫn rất khiêm tốn. Và trong những năm vừa qua đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp, và chính vì vậy một số khuyến cáo được cập nhật công bố như khuyến cáo này, và đặc biệt khuyến cáo IHH 2020 đã đưa ra có tính cách toàn cầu với hai khái niệm là thiết yếu là chăm sóc theo tiêu chuẩn của nguồn lực thấp và trung bình, tối ưu là chăm sóc điều trị tăng huyết áp theo tiêu chuẩn của nguồn lực cao. Và Việt Nam là một quốc gia có nguồn lực kinh tế xã hội đa dạng theo nhiều vùng miền khác nhau. Chính vì vậy chúng ta cần áp dụng linh hoạt khái niệm này trong thực hành lâm sàng và các mức độ huyết áp phòng khám, huyết áp 24 giờ, huyết áp tại nhà thì không thay đổi so với 2018, và tương tự như ECIHH. Một vấn đề đặt ra đó là về cách phân độ tăng áp phòng khám theo ECIHH 2020 thì chia ra là hai độ, độ 1 và độ 2, như Hoa Kỳ một độ 3 thành độ 2 vì sự điều trị không khác biệt một cách đơn giản tiện lợi hơn. Và khuynh hướng của châu Âu cũng như của châu Á cũng sẽ theo khuynh hướng này, và tiên phong là Hàn Quốc và Đài Loan là chia độ 1 và độ 2, nên chúng ta cũng nên đi theo xu hướng mới này. Và đặc biệt để chú trọng hơn thì chúng ta nên thêm tăng áp độ 1 là nhẹ, tăng áp độ 2 là nặng, và tăng áp cấp cứu là khi huyết áp tâm thương bằng trên 180 và hoặc huyết áp tâm thương bằng trên 110 kèm tổn thương các cơ quan liên đang tiến triển hoặc triệu chứng đe dọa tính mạng. Về khám đo huyết áp cần phải chính xác thì dựa vào máy đo huyết áp điện tử thay cho thủy ngân và đồng hồ kế có sự sai số khá nhiều và nguy hiểm khi nhẹ vợ, và phải đo nhiều lần, tối thiểu phải ba lần ở ba thời điểm khác nhau. Và tối ưu đó là đo huyết áp ngoài phòng khám với huyết áp liên tục 24 giờ để xác định. Qua quy trình này thì ta có thể chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp thực sự, tăng huyết áp áo choàng trắng, tăng huyết áp âm dấu và huyết áp thực sự bình thường. Về phân tầng nguy cơ là một chiến lược để có giá trị tiên lượng và đáp ứng hướng xử trí điều trị, thì dựa vào độ tăng huyết áp, các yếu tố nguy cơ và tổn thương là một phân tầng có giá trị tương đối. Còn nếu phân tầng theo giá trị tuyệt đối thì theo các phần mềm chú ý tham khảo. Về điều trị thì mục tiêu điều trị theo cá thể hóa, xác định lượng và đích cần đạt có hiệu quả an toàn theo chứng cứ, với cái đích huyết áp chính xác, với điều trị phối hợp thuốc một tiếp cận ưu tiên cho phân nhóm chọn lọc. Về ngưỡng điều trị thì không thay đổi, 2018 đã bắt đầu từ huyết áp bình thường cao là thay đổi lối sống, và bình thường cao có nguy cơ cao, đặc biệt có bệnh mạch vành thì đã có thể điều trị, và tăng huyết áp độ 1 trung bình, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao thì điều trị ngay, và đạt cái đích là tối ưu là trong vòng 2 tháng, và cái đích kiểm soát thiết yếu là trong vòng 3 tháng. Như IHH và EC có những chứng cứ, còn 2 tháng thì thực sự cũng chưa có chứng cứ rõ ràng.
về cái đích điều trị thì đích chất yếu ban đầu đó là phải đưa huyết áp xuống dưới 140/90, và nếu dung nạp thì cố gắng đưa đến cái đích tối ưu là dưới 130/80, và tùy theo từng nhóm tuổi và từng hệ mình tăng huyết áp cá thể thì đưa nó xuống dưới 120/129 và 70/79, còn trên 65 tuổi thì 130/139 và 70/79 mm thủy ngân. Và cái đích huyết áp phòng khám dưới 130/80 thì tương đương huyết áp 4 giờ là 125/75 và huyết áp tại nhà là 130/80 mm thủy ngân. Và thần trọng không nên hạ huyết áp dưới 120/70 với mức 2B chứng cứ C. Đây là hiện tượng đường cong ri do tự nhiên ông tập gác trăng sen đã cho thấy nếu hạ huyết áp tâm thu dưới 120 và huyết áp tâm trương dưới 70 thì dù có đái tháo đường hay không đái tháo đường đều gia tăng cái nguy cơ biến cố tim mạch. Và gần đây Ly cùng phân tích gộp cho thấy hạ huyết áp tâm trương dưới 60 thì gia tăng các nguy cơ biến cố về tử vong tim mạch, cho nên không nên dưới 60 hoặc 70. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của phân tích của BBLTTC báo cáo tại hội nghị EC 2020 và công bố trên Lancet tháng 5 vừa qua thì cho thấy cứ giảm mỗi 5mm thủy ngân huyết áp tâm thu thì giảm 10% nguy cơ tương đối biến cố tim mạch mà không liên quan đến tiền sử cũng như mức độ của tăng huyết áp, và ngay cả huyết áp dưới 120 vẫn có giá trị, cho nên cái con số huyết áp tâm thu chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Về sơ đồ điều trị tăng huyết áp thì chúng ta đã quen dùng một cái sơ đồ đơn giản bao quát, và chúng tôi cũng up lên thì sẽ gây được cộng đồng để thừa nhận. Thì mà qua đó khi chẩn đoán tăng huyết áp với phương án thiết yếu là phân tầng nguy cơ được xác định thì điều trị thuốc theo cá nhân hóa, thay đổi lối sống và dùng thuốc theo ba phương án, đó là tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp thì dùng đơn trị liệu 1 năm thứ thuốc sau khi thay đổi lối sống 3 đến 6 tháng, đó là A là ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể, B là chèn beta, C là chèn canxi, D là lợi tiểu chèn beta thì có thể dùng cho những bệnh nhân trẻ tuổi, nhịp tim nhanh hoặc là phụ nữ có thai, và có thể cho bất kỳ bước nào khi có chỉ định scombelin. Và vấn đề chính đó là tăng huyết áp độ 1 nguy cơ trung bình cao hoặc tăng huyết áp độ 2 là cần phải phối hợp hai thứ thuốc sẵn có thể không cần phải kết hợp liều như là thuốc sẵn có A còn C 2D với liều ban đầu là từ liều thấp đến liều thông thường, là liều thấp là bằng liều thông thường, rồi sau đó nếu không đạt thì phối hợp ba thứ thuốc sẵn có A C cộng D, và nếu không đạt thì xem như là tăng huyết áp có kiểm soát và cần phải chuyển đến trung tâm tim mạch hay bệnh viện có điều kiện để chẩn đoán xác định và điều trị thì thỏa đáng hơn, rồi sau đó trả về lại cho đơn vị ban đầu. Đó là những nhóm tăng huyết áp đặc biệt như tăng huyết áp có kiểm soát, tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp thứ phát, tăng huyết áp thai nghén. Như vậy bệnh nhân tăng huyết áp trong điều kiện thấp và trung bình thì vẫn bảo đảm được chẩn đoán và điều trị một cách cơ bản. Còn về phương án tối ưu thì cũng như thiết yếu, nhưng cốt lõi của vấn đề đó là tăng huyết áp độ 1 nguy cơ cao, trung bình hoặc là tăng huyết áp độ 2 là cốt lõi chính yếu, là dùng viên phối hợp cố định liều ngay từ đầu với A còn C và từ liều thấp đến liều thông thường. Nếu không đạt thì dùng viên phối hợp cố định liều ba thứ thuốc A cộng C cộng D trong một viên, và nếu không đạt thì xem tăng huyết áp kháng trị thêm thuốc thứ tư là kháng aldosterone nếu không chống chỉ định, hoặc là người tiểu khác, hoặc là dạng alpha hoặc dạng beta, và tham khảo ý kiến chuyên gia. Một
nhóm đó là tăng huyết áp có chỉ định Combalin, mà trong 2 năm vừa qua một số thể đã còn được chứng minh có nhiều tiến bộ như tăng huyết áp có suy tim ở ép dạ thì nên điều trị kết hợp bổ tứ hoặc là A ở trên tuyến để giảm bổ thể hoặc là acne cộng với giảm beta cộng với kháng androgen cộng với ức chế SGLT2 hoặc là thêm lợi tiểu qua khi sung huyết. Tăng huyết áp đái tháo đường nguy cơ cao thì ngoài A cộng C thì nên thêm điều trị ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận Elimion vừa có bảo vệ tinh thần vừa có hạ huyết áp vừa có hạ đường huyết. Về chiến lược dùng thuốc lý tưởng đó là có chứng cứ dự phòng bệnh xuất và bệnh xuất đều dùng một lần kiểm soát huyết áp 24 giờ có tính hiệu quả và phù hợp dung nạp tốt có chứng cứ lợi ích trong cộng đồng được sử dụng cốt lõi chính là viên phối hợp vô định điều với hữu ích trong ứng trị giảm tác dụng phụ giảm các biến cố và tử vong chung được chứng minh phối hợp với nhiều những loại thuốc đôi 2-3 đa dạng liều để bệnh nhân và thuốc có chỉ định thích hợp. Bên cạnh đó cần cập nhật một số thể loại đặc biệt với những chứng cứ mới như tăng huyết áp COVID, tăng huyết áp trong chuyển hóa động mạch thần đã có tiến bộ nên cần phải cập nhật tăng huyết áp bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp bệnh thần mạng mà hội thần Hoa Kỳ cũng vừa cập nhật. Tăng huyết áp suy tim đã có sự bùng nổ trong các khuyến cáo của suy tim và trong đó vai trò của tăng huyết áp là chỉ một phần rất quan trọng hàng đầu và qua đó cần có một chương trình tối ưu hóa để cải thiện tuân thủ điều trị với vai trò của người thầy thuốc lâm sàng và bệnh nhân là trung tâm thuốc điều trị là cơ bản và hệ thống chăm sóc sức khỏe gia đình xã hội và bảo hiểm y tế là nền tảng của sự thành công và theo dõi hệ tăng huyết áp phát hiện lần đầu phải được chẩn đoán xác định tại cơ sở phòng khám hoặc bệnh viện có đủ khả năng bảo đảm chẩn đoán chính xác tăng huyết áp với phân tầng nguy cơ và cần được tái khám quản lý theo dõi định kỳ mỗi 2-4 tuần trong 3 tháng để xem đạt đích không. Sau khi đó từ theo dõi và tái khám định kỳ mỗi 3 tháng hay khi có bất thường phát hiện các tác dụng phụ có phát hiện sự tuân thủ và phối hợp với ý kiến chuyên gia và đặc biệt qua hệ thống telemedicine thì hiện nay qua các máy đo huyết áp đều có chế độ Bluetooth và với email cũng như tương lai đồng hồ cảm biến đo huyết áp là được của ai là được FDA chấp nhận. Cuối cùng tôi xin kết luận chiến lược chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp toàn diện chính xác theo cá thể hóa với ngược và nên hiệu quả an toàn trên nền tảng chứng cứ cùng với kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ và bệnh đường mắt trong dự phòng các biến cố lâu dài về bệnh xuất và tử xuất tim mạch và tử vong chung. Điều trị cần tích cực thay đổi lối sống và phối hợp thuốc sớm với liệu trình đơn giản thiết yếu theo thuốc sẵn có và tối ưu với cốt lõi đặc biệt phối hợp cố định liều từ thấp đến liều thông thường A+C, A+C+D và cần cập nhật các chứng cứ mới về tăng huyết áp và COVID, tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, suy tim, bệnh thần mạng. Cuối cùng khuyến cáo chỉ là một hướng dẫn người thầy thuốc lâm sàng phải thẩm định để chọn một phương thức chẩn đoán và điều trị hướng đến mục tiêu y khoa cá thể hóa chính xác. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Vâng, chúng tôi xin rất là cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Huy. Chúng ta biết là các cái khuyến cáo về tăng huyết áp thì liên tục được cập nhật và vừa qua thì Hội Tim Mạch Việt Nam cũng đã có cái chuẩn bị cho cái khuyến cáo về tăng huyết áp của Việt Nam và một loạt các chuyên gia của Hội Tim Mạch Việt Nam, của Hội Tăng Huyết Áp, Phân Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam cũng đã có vừa qua đã họp để trao đổi và chính Phó Sư Tiến sĩ Trần Văn Huy là người đã được phân công để mà chuẩn bị cùng với Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Minh
với cái khuyến cáo về tăng huyết áp, và sẽ trong khoảng từ nay đến cuối năm thì có lẽ sẽ ra đời cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội Tim mạch Việt Nam. Chúng tôi thấy có một số vấn đề trong cái nội dung chính của Phó sư Trần Văn Huy, tức là trong cái khuyến cáo của ISH và sắp tới của Hội Tim mạch Việt Nam, thì chúng ta đang đề xuất hai cái khái niệm mới, tức là điều trị tăng huyết áp thiết yếu và điều trị tăng huyết áp tối ưu, nó tùy theo cái hoàn cảnh, điều kiện của từng địa phương, của từng bệnh nhân. Cái cách phân độ tăng huyết áp bây giờ thì người ta cũng muốn, của ISH cũng muốn theo cái phân độ của Hoa Kỳ, tức là chỉ có hai độ thôi, tức là từ 140, 159 và hoặc 90, 99. Thứ hai nữa là lớn bằng 160 với huyết áp tâm thu và hoặc lớn bằng 100 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm trương. Người ta khuyến khích bệnh nhân đo huyết áp tại nhà, và cái phân tầng nguy cơ tăng huyết áp theo ISH thì cũng có cái phân tầng mới, nó cô đọng hơn, nó gọn hơn. Cái điều trị tăng huyết áp thì kiểu gì cũng phải là cá thể hóa từng cái đối tượng người bệnh, nhưng mà chú ý là đến vấn đề nếu mà tối ưu được thì người ta sẽ cố gắng phối hợp thuốc với liều thấp ngay từ đầu đến các cái liều bình thường. Cái đích điều trị tăng huyết áp thì nói chung vẫn là dưới 140 trên 90, nhưng cái khuynh hướng nếu mà tốt ra, tối ưu ra thì người ta cố gắng là dưới 130 trên 80 mm thủy ngân. Tuy nhiên là cũng lưu ý là cố gắng trong phần lớn các bệnh nhân thì không nên là dưới 120 trên 70 mm thủy ngân. Trong các cái trường hợp đó, các cái phối hợp thuốc thì người ta vẫn theo cái khuynh hướng là A cộng C, hoặc mức độ cao hơn là A cộng C cộng D, vân vân. Thế thì nếu một số các cái thể điều trị chúng ta thấy là cái tăng huyết áp suy tim chẳng hạn, thì vẫn có thể có một cái mới, tức là có thể dùng acne chạy beta kháng aldosterone và ức chế SGLT2, tức là một số các cái khuyến cáo về tăng huyết áp trong một số thể bệnh đặc biệt. Chúng tôi hy vọng là từ giờ đến cuối năm sẽ có một cái khuyến cáo đầy đủ của Hội Tim mạch Việt Nam và phối hợp với phân hội tăng huyết áp Việt Nam sẽ ra đời cái khuyến cáo chính thức, và các bạn có thể tham khảo cái khuyến cáo này trên cái trang mạng của Hội Tim mạch Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Huy.